Chào các em, trong chương trình hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng bàn phím Sokoban để tập đếm từ 1 đến 99. Các em hãy sẵn sàng chưa nào? Các em cầm bàn phím và thể hiện như trên hình vẽ. Nào, chúng ta bắt đầu tập đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các em cách đếm từ 1 đến 99. Chúc các em thành công.